Mới đây, Mitsubishi Indonesia đã cho ra mắt mẫu Mitsubishi Pajero Sport 2022 thế hệ mới tại thị trường nội địa. Mitsubishi Pajero Sport 2022 tiếp tục cạnh tranh với các đối thủ như Hyundai Santa Fe 2022 hay Toyota Fortuner tại thị trường này. Mitsubishi Pajero Sport 2022 vẫn tiếp tục sở hữu ngôn ngữ thiết kế đặc trưng Dynamic Seal của hãng nhưng đã được tinh chỉnh đôi chút so với bản tiền nhiệm. Điểm nổi bật trên Mitsubishi Pajero Sport 2022 có thể kể đến như lưới tản nhiệt mới, bánh xe hợp kim 18 in 2 tông màu với cùng cản sau với thiết kế độc đáo hơn. Bên trong khoang cabin, đối thủ của Hyundai Santa Fe 2022 được xây dựng theo hướng hiện đại và tiện nghi hơn. Ở phiên bản 2022 này, Mitsubishi Pajero Sport được hãng xe bổ sung thêm nhiều trang bị và tính năng hiện đại, như hệ thống âm thanh hiển thị liên kết với điện thoại thông minh, cụm đồng hồ LCD mới, với kích thước 8 in hệ thống điều khiển khí hậu vùng kép thế hệ mới, hay bảng điều khiển mới. Ngoài ra, Mitsubishi Pajero Sport 2022 còn được trang bị tính năng kiểm soát hành trình thích ứng tốt, nhất phân khúc. Các tính năng an toàn mà đối thủ của Hyundai Santa Fe 2022 sở hữu có thể kể đến như giảm thiểu va chạm phía trước, hệ thống giảm thiểu tăng tốc bằng sóng siêu âm, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, tự động giữ phanh, phanh đỗ điện tử. Trái tim của Mitsubishi Pajero Sport 2022 là khối động cơ diesel 4 xi lanh dung tích 2.4 lít với công suất tối đa 181 mã lực và mô men xoắn 438 Nm. Đi cùng với đó là hộp số tự động 8 cấp. Mitsubishi Pajero Sport 2022 được bán ra thị trường với 6 phiên bản cùng năm tùy chọn về màu sắc, bao gồm màu xám graphite, màu đồng, màu trắng ngọc trai, màu bạc và màu đen mica. Đối thủ của Hyundai Santa Fe 2022 có giá bán khởi điểm từ 796 triệu. Xe cộ.